Chào các bạn, tôi là Quang Thạc, chuyên viên trang điểm. Công việc của tôi là tôn lên những góc cạnh đẹp của người phụ nữ. Ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn những phong cách trang điểm mới nhất trong mùa lễ hội cuối năm với dòng sản phẩm Artistry sắc màu đam mê. Bộ trang điểm Artistry sắc màu đam mê với những sản phẩm trang điểm dùng cơ bản nhưng rất đa dạng, biến hóa khi sử dụng. Chúng ta có thể dùng để trang điểm cho phong cách nhẹ nhàng vào ban ngày hoặc giúp bạn nổi bật và cuốn hút trong đêm dạ tiệc. Tôi xin giới thiệu với các bạn phong cách trang điểm dành cho tiệc đêm bằng việc phối hợp những sản phẩm trang điểm của Artistry. Để tạo thêm sức hút cho đôi mắt, tôi nhấn dày đường viền bằng chì kẻ mắt Artistry. Sử dụng phấn mắt Artistry với tông màu đen ánh nhũ phủ từ đường chân mi đến mí mắt. Để làm nổi bật đường viền này hơn, tôi sử dụng màu tím hồng đậm cho vùng đôi mắt. Bạn có thể làm nền đường eyeliner bằng màu đen ánh nhũ và đường viền chân mi mắt. Sử dụng màu hồng phấn dưới chân mày để tạo điểm nhấn và nét long lanh dưới hiệu ứng ánh sáng của những buổi tiệc đêm. Sử dụng phấn tạo khối Artistry 3D tại vùng chữ T, xương gò má và nhân trung. Son môi Artistry với tinh chất dưỡng môi tự nhiên sẽ giúp bạn có một làn môi hồng mịn và quyến rũ. Bạn có thể mang đến sức sống mới cho đôi mắt khói bằng cách chọn những tông màu đầy ngẫu hứng để tạo điểm nhấn. Đó có thể là xám quyến rũ hay là màu mặt trầm ấm. Ở đây, tôi chọn tông màu xám bạc để giúp cho người mẫu khác biệt và nổi bật. Để đôi mắt thêm phần sắc sảo thì tôi sử dụng đường viền eyeliner đậm và dài hơn về phía đôi mắt. Với xu hướng trang điểm nhẹ nhàng cho ban ngày thì tôi sử dụng gam màu hồng ở trong một phần mắt Artistry với nhiều mảng màu khác nhau cho chúng ta nhiều sự lựa chọn khi phối hợp chúng để tạo dấu ấn cho riêng mình. Phong cách trang điểm hồng nhạt, tự nhiên nhưng không kém phần gợi cảm, tông mắt nhẹ nhàng, lông mày màu nâu, son hồng tím là xu hướng phổ biến trong trang điểm ban ngày của mùa thu đông năm nay. Bộ sản phẩm Artistry là sự kết hợp hoàn hảo của những màu sắc được ưa chuộng trong mùa thu đông năm nay để có thể đem lại cho mọi phụ nữ vẻ đẹp quyến rũ và ấn tượng. Tôi thực sự cảm thấy hài lòng về màu sắc cũng như chất lượng của bộ sản phẩm này. Hãy thoải mái sáng tạo với Artistry sắc màu đam mê và cho mình những trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng bộ sản phẩm này nhé!